Không may mắn như những đứa trẻ khác, trẻ em khuyết tật sinh ra đã chịu thiệt thòi cả về thể chất lẫn trí tuệ. Vì vậy, song song với công tác trị liệu, giáo dục cho trẻ em khuyết tật, thì hoạt động hướng nghiệp dạy nghề cũng cần được quan tâm đúng mức, giúp các em có cơ hội được lao động và tự chăm sóc bản thân trong tương lai. Nếu cấm chỉ những bức tranh vẽ tinh xảo này, chắc hẳn không ai nghĩ rằng chúng được vẽ nên từ bàn tay của người khuyết tật. Đây đều là những sản phẩm thủ công do các em học sinh tại lớp hướng nghiệp trường chuyên biệt Thanh Tâm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng thực hiện. Đa số các em thuộc dạng khuyết tật nghe, nói, tự kỷ, chậm phát triển trí tuệ. Không chỉ vẽ tranh ở lớp, các em còn được các cô hướng dẫn làm ra những món đồ thủ công tinh tế như vòng tay, móc khóa. Hầu hết các lớp vừa dạy nghề, vừa tiêu thụ sản phẩm để tạo thêm nguồn thu nhập cho học viên. Mỗi ngày các bạn đến đây là giống như là môi trường của bạn, là bạn có thể phát huy hết các khả năng của các bạn. Vì mình để cho các bạn không có gọi là kiềm chế các bạn trong khả năng, các bạn có thể có khả năng nào, mình tạo điều kiện hết cho bạn khả năng đó. Để các bạn, ví dụ các bạn nào có thể thích vẽ thì các sơ vẫn tạo điều kiện, nhà trường vẫn tạo điều kiện cho những cái giáo viên dạy vẽ cho bạn. Và thích âm nhạc thì có những giáo viên hỗ trợ về âm nhạc. Việc định hướng nghề nghiệp cho trẻ em khuyết tật từ bé được nhà trường đặc biệt quan tâm, bởi với các em được lựa chọn ngành nghề yêu thích còn nhiều hạn chế. Vì vậy, nhà trường tạo cơ hội cho học sinh khuyết tật tiếp cận với một số nghề như vẽ tranh, thủ công, may mặc, tin học, làm bánh để làm quen và phát triển kỹ năng, đồng thời góp phần tạo niềm vui cũng như giúp các em chọn được một ngành nghề phù hợp sau này. Dạ, là em học lớp hướng nghiệp là em là học được nhiều thứ từ bạn bè và thầy cô đã tận tâm chỉ bày vẽ cho em. Và em có định hướng là sau này là dùng cái nghề đó để buôn bán và kiếm tiền. Có nhiều cái hoàn cảnh của các em là rất tồi. Nhiều khi là nhìn mình trăn trở lắm. Rồi các em đi học là mình cũng muốn là cho các em là có được một cái nghề ổn định. Để sau này là ví dụ khi mà hằng lớn lên, khi người thân của nó không còn nữa thì nó cũng là từ nuôi sống được bản thân nó. Rồi có thể là hẳn vượt cái khó, vượt cái khuyết tật của nó để tự tin hằng sống, làm tốt cái bản thân của nó hơn. Bên cạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp, nhà trường tạo việc làm thường xuyên cho các em học sinh. Đa số các em sau khi ra trường có thể tiếp tục ở lại hỗ trợ giảng dạy hoặc tham gia sản xuất sản phẩm thủ công. Một số em ở lớp may được nhà trường giới thiệu đến các công ty may mặc có việc làm ổn định với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng trên một tháng. Song, để mở ra hướng đi hiệu quả cho trẻ em khuyết tật, rất cần có sự chung sức của gia đình và xã hội. Qua đó tạo động lực cho các em phấn đấu vươn lên, đồng thời xóa bỏ định kiến về lao động khuyết tật, giúp các em có cơ hội hòa nhập thật sự với cộng đồng.